kính chào quý khán thính giả của TV Toàn Sản Online. Đây là chương trình Thời sự trong tuần phát hiện từ thành phố Mêu Bình, Úc, Rồi Lợi, thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023. Tôi là người Hồng Anh và luật sư Nguyễn Tây Ngãi. Vâng, xin chào anh Hồng Anh, xin chào quý khán thính giả của TV Toàn Sản Online. Thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng tôi mời quý vị theo dõi Thời sự ở Việt Nam. Và trước hết, à, thế này có lẽ là chúng ta nên nói về cái câu chuyện mà buôn bán ma túy của những cái nhân viên ở trong hãng hàng không Việt Nam Airlines. Thưa quý khán giả, thưa nhà ông anh, thì cái tin nổi dội lên trong tuần qua là cái chuyện là hải quan của sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt giữ bốn tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines, trong đó có một tiếp viên trưởng là bà Nguyễn Thanh Thủy và ba tiếp viên. Đây là một chuyện rất lạ. Là bởi vì tôi nghĩ rằng cũng như theo báo cáo của bên Bộ Công an ở Việt Nam đã xảy ra nhiều trường hợp đã bắt được tiếp viên mang ma túy về nhưng mà đều số lượng ma túy đều nhỏ và không đáng kể. Nhưng mà lần ngày vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, hải quan của sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt giữ như vậy là tiếp viên trưởng và bốn ba tiếp viên khác một cái số lượng lớn tức là 11 ký rưỡi thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Người này nhiều quá. Vâng. Ma túy tổng hợp gồm có uh, và ketamine. Thì như cô quý vị ấy, khán thính giả và anh Anh biết, ketamine rất là đắt. Người ta nói là có loại ma túy tổng hợp đắt nhất. Và thưa quý thính giả thì từ trước tháng nay xảy ra cũng có nhiều vụ bắt nhưng mà những chỉ vụ lẻ tẻ và không đáng kể. Nhưng mà lần này thì hải quan đã bắt được một cái vố lớn. 11 kg rưỡi ma túy bỏ vào trong thuốc kem đánh răng, ừ. giả vờ là uh, kem đánh răng. Nhưng mà tổng số lượng ma túy này đã thoát ở phi trường ở bên Pháp, tại vì uh, toán tiếp viên hàng không này đã từ uh, phi uh, phi công một chuyến bay trở về Việt Nam từ Pháp và cả bốn người này hiện nay công an đã bắt giữ và đang điều tra. Nhưng mà người ta có nói rằng trong bốn người tiếp viên bị bắt thì có một người là con của một nhân vật rất là cao cấp trong đảng ừ. cộng sản Việt Nam. Thưa quý khán giả, cả bốn người này đều phải đối diện với án tử hình hoặc là bởi vì cái tội mà mang cái số lượng ma túy thương mại mà về nước bằng là cái lớn đường hàng không anh. hoặc là chuyển những biên giới với số lượng lớn thế này thì theo như luật Việt Nam, án tù là 20 năm hoặc giả là trung thân hoặc giả là tử hình chúng ta và cả bốn người này đều khai và khóc lóc và khai rằng đã đem cái số lượng ma túy này hộ cho một người bên Pháp về Việt Nam để nhận số tiền. Thưa quý vị biết là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 10 triệu đồng bạc Việt Nam. 10 triệu bạc Việt Nam thì nó có nhiều. Tức là tức là 500 đô la phải không anh? Tôi không biết nhưng mà 10 triệu Việt Nam vâng. 1 triệu, vâng. triệu thì 1 triệu tiền Việt Nam là như vậy là 50 đô la. Uh -huh. Đúng rồi, 10 triệu là 500 đô la. À vâng thì đây là lời khai thôi nhưng mà có lẽ công an này Việt Nam họ phải điều tra thêm thưa quý khán giả nói về ma túy thì Việt Nam đã là một cái tệ nạn ma túy phát triển rất là nhiều và là một trong những nước ở Đông Nam Á có số lượng tiêu thụ ma túy uh, ma túy tự nhiên ma túy tự nhiên thì là gồm có như vậy là thuốc viện cần sa và cocaine và ma túy tổng hợp thì gồm có heroin bạch phiến ma túy đá và amphetamine thì Việt Nam là một trong những nước ở vùng Đông Nam Á tiêu thụ là ma túy nhiều nhất. Và thưa quý giả, tổng số người mà nghiện ma túy ở Việt Nam theo thống kê vào năm 2009 là khoảng chừng 150 ngàn người. Tới tháng mai, hạ tháng 12 năm 2019 thì số lượng người nghiện ma túy khoảng độ 235 ngàn người. Nhưng mà thưa quý khán giả, số lượng người 235 ngàn người đây là có hồ sơ được quản lý, tức là nghiện và có khai báo. Thế còn trên thực tế số lượng người nghiện ma túy thì có lẽ là phải gấp 3 lần à, cái số mà đã được có hồ sơ quản lý. Thì như vậy, tính như vậy thì tổng số người ở Việt Nam hiện nay nghiện ma túy thì cũng tròn chèm khoảng 1 triệu người. Thưa quý vị giả, để phục vụ cho một cái thị trường 1 triệu người nghiện ma túy thì tất nhiên ma túy đã đến Việt Nam bằng nhiều ngã khác nhau. Nhưng mà một trong những cái à, ngã mà đến nhiều nhất đó là trên con đường xuyên quốc gia từ Lào sang Việt Nam. Thưa quý vị giả, thưa ông anh, anh có biết một người nghiện ma túy ở Việt Nam một ngày là phải gì? tiêu xài bao nhiêu tiền để mà có thể mà thỏa mãn cái thú mà gọi là cái thú uh, uh, nghiện uh, tài hại không? hay <laughs> không? có biết. Vâng. Một ngày một người ở Việt Nam nếu mà nghiện nhẹ nhất là phải tiêu thụ, phải phải là chi tiêu khoảng chừng từ 400 ngàn cho đến 500 ngàn bạc Việt Nam tức là khoảng chừng 20 đô la cho đến 25 đô la ừ, nhiều hơn. Mỹ để mà thỏa mãn À, được cái à, cái thu vui đầu thường đó thưa quý khán giả thưa anh hồng anh thì nguồn gốc ma túy đến việt nam phần nhiều là nhập ra từ lào và à, hà tĩnh và nghệ an tức là nghệ tĩnh đã sớm biến thành ra một trong những cái địa điểm trung chuyển của ma túy đi từ vùng tam giác vàng ở tại myanmar xuyên qua lào và tới việt nam thì thưa quý khán giả thì riêng trong 2021 thì hải quan và công an Việt Nam đã bắt được như vậy là 2, 2 triệu rưỡi viên ma túy đá đã vào Việt Nam Và khoảng chừng 3 tấn, 3 tấn 3 tấn ma túy Và ketamine được là 304 kg Nhưng mà cho đến từ 1997 cho đến 2021 thì Việt Nam đã tịch thu được như vậy là 82 tấn heroin anh nghĩ cái 82 tấn tức là 82.000 kg heroin đã đổ vào Việt Nam mà đây là số lượng bắt được. Thế còn cái số lượng mà không bắt được thì rất nhiều. Thì thưa quý khán giả thì có lẽ là ở Việt Nam cái tình trạng người ta nghiện ma túy càng ngày càng đông. Vì lý do nghèo và cái việc mà trừng phạt những cái người hút ma túy hoặc là cai nghiện thì rất là nhẹ. Tức là nhà nước coi những cái chuyện nghiện ma túy à, họ chỉ xử phạt hành chính thôi và sự phạt hành chính như vậy là có tiền phạt có khoảng chừng từ 500 ngàn đến 1 triệu nếu bắt được người nghiện hút ma túy. Nhưng mà trừng phạt những người mà gọi là buôn, à, ma buôn bán ma túy, giao dịch trung chuyển hoặc là vận chuyển ma túy thì phạt hả? rất là nặng. Vâng. Thưa quý khán giả thì như tôi đã nói là cái việc mà số người nghiện ma túy ở Việt Nam nó tăng lên nhiều là cái thứ nhất bởi vì cái hình thức cái hình thức mà là cai nghiện cho người bị nghiện thì thực sự ra là ở à, à, một cái tầm mức gọi là rất là sơ sài, không có những trung tâm cai nghiện lớn hoặc là được điều hành theo phương pháp khoa học để giúp người ta bỏ đi cái à, cái tật nghiện. Và thứ hai nữa là cái việc chung việc mà chuyển giao ma túy buôn bán thì đã được một số các viên chức quyền chức họ đỡ đầu. Bởi vì đây là một cái dịch vụ hay là một việc buôn bán có thể nói không phải là một một vốn bốn lời mà một vụt vốn đến 50 lời, năm 50 lần lời thì quá nhiều tiền. Thế hẳn quý vị và anh Hồng Anh chắc có lẽ cũng không quên vụ đại úy công an Vũ Xuân Trường à, vào như vậy là khoảng chừng năm 1996 97, tức là mấy chục năm trước đây là người mà làm ở tổng cục cảnh sát là bộ công an là một trong những người đã cầm đầu đường dây ma túy ở biên giới à, Việt, Hoa và Lào. Thì à, nhưng mà cái lý do chính ở Việt Nam số lượng người tăng ma túy tăng lên và ma túy vẫn còn là vấn nạn cho người dân Việt Nam cũng như là cho thanh niên là bởi vì nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa có thể hiện hẳn cái quyết tâm diệt trừ ma túy ở Việt Nam. Vâng và thưa quý vị bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái đề tài khác. Anh Hải tuần vừa qua tôi có nói trong cái chương trình thời sự là Vinfast cái công ty làm xe điện của VinGroup đó, của ông tỷ phú Phạm Nhật Vương đó. À, bây giờ đi qua bên Mỹ để làm ăn bên đó thì tôi có nói là rồi nó sẽ trở thành cái gọi là cái mồ chôn Vinh Phát ở bên đó. À, bây giờ có thêm có cái tin tức gì về cái chuyện đó không anh? Thưa quý khán giả, thưa ông anh, cách đây khoảng chừng tháng 11 năm năm ngoái tức là 2022 thì là rất nhiều mục quảng cáo nói rằng là, là chiếc tàu đầu tiên đã chở 999 chiếc không phải một ngàn nhé. Anh. Lấy 999 cho nó hên cho nó hên. Chở từ Việt Nam chở đến Mỹ, đây là số lượng tàu nhập cảng Mỹ, tức là xuất cảng từ Việt Nam đầu tiên của VinFast qua. Và các ông báo chí Việt Nam thì đã loan bảo là kỳ này là VinFast nhất định là sẽ chiếm lĩnh thị trường Bắc Mỹ. Anh anh có đồng ý không? <laughs> không à, và đồng mà thời không? họ nói rằng VinFast sẽ mở một xưởng sản xuất xe điện ở tại Mỹ và họ đăng lên nói rằng được là chính phủ Mỹ là hoan hô rất nhiều ừ. mà bởi vì đã tạo công an việc làm cho mấy chục ngàn người Mỹ. Thì thưa, thưa quý khán giả từ tháng 11 cho đến cuối tháng 2 năm nay tức là thì tất cả trong 90, 999 chiếc xe của VinFast thì anh biết là tổng số xe mà đã được giao cho khách hàng là bao nhiêu chiếc không? Tất cả mới được mấy chục chiếc phải. Không? Dạ, tất cả chỉ mới được 45 chiếc xe. Ừ. 999 chiếc mà được 45 chiếc xe. Nhưng mà đó có thể người ta nói rằng là bởi vì đây là chúng tôi mới bắt bắt đầu à, mở cái việc mà cái chuyện mà giao xe cho cái người mà họ order à, thì cũng phải chờ từ từ ừ. rồi sẽ giao hết xe. Nhưng mà sở dĩ những người mà đặt order từ xe từ VinFast ở bên Mỹ họ rất là bất mãn về cái chuyện. Ban đầu thì ông quảng cáo ông bảo là sẽ cho cục pin nó lớn để chạy được xa. Nhưng mà đến bây giờ thì ông lại cho cái ra một cái thông báo bảo cục pin nó lại nhỏ đi ừ. cho nên lại chạy được ít cây số thì thành sự rất có nhiều người họ đang báo bảo thôi bây giờ tôi bán lại cái đơn order của tôi tôi lấy tiền về thôi thế nhưng mà Vinfast gặp khó khăn ở đó nhưng mà cái chuyện chính không phải đó chuyện chính là vấn đề nhân sự tức là ba nhân viên quản lý cao cấp ở tại Mỹ đã được hay đã bị nghỉ việc đấy thì người thứ nhất là phó giám đốc phụ trách về sale và marketing anh này là phụ trách về bán và à, gọi là quảng cáo nhà thị trường người thứ hai là giám đốc marketing ở Mỹ và người thứ ba là giám đốc về customer services tức là phụ trách về vấn đề bảo dưỡng hoặc là giúp đỡ khách hàng sau khi đã giao xe. Thì cả ba ông xếp lớn này ở Mỹ đã tự động nghỉ việc nhưng mà người ta nó không nói rõ lý do anh. Ừ. Người ta chỉ biết là thôi việc thôi. Người thì nói rằng là vì vấn lý do gia đình, Vì như phải có vì lý, lý do. do riêng. Nhưng mà điều này chứng tỏ một điều. Những tín hiệu là cho thấy rằng VinFast không có thuận lợi ở Bắc Mỹ. Bởi vì thưa quý thính giả, 999 chiếc xe giao đi được như vậy là 45 xe, chạy ra là còn khoảng chừng 950 uh, 54 chiếc xe. Ừ. còn đó, nguyên cái chuyện mà đóng tiền tồn kho cũng như là bãi để đậu xe thì cũng đã mệt rồi. Thì đây là một cái chuyện uh, người ta nói rằng uh, VinFast đã gặp cái thất bại đầu tiên ở miền Bắc Mỹ. Nhưng mà chủ đích của VinFast mở sưởng ở bên Mỹ cũng, phải cũng giống xe. như là để mà xuất cảng xe sang Mỹ có phải thực sự là để bán xe Vinfast <laughs> hay không vâng. thì đây là một câu hỏi rất lớn vâng. mà có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn nữa vâng. và bây giờ à, mời quý vị theo dõi thời sự của thế giới thì thưa quý vị trong mấy ngày qua chúng tôi chúng ta có được nghe những cái tin rất là gọi là rất là rất là Mình nóng rất là hốt rất rất nè à, vâng. thì ông ông Trump ông ông nói rằng là ông sắp bị bắt Vâng. ông tuyên bố ông sẽ bị bắt thì ông tại sao ông bị bắt về có bị bắt không anh? Vâng thưa quý vị và thưa ông anh, chuyện tổng thống Trump là một là một cái tiêu đề bên Mỹ có thể nói là bất tận à, cho đến ngày ông đi sang thế giới bên kia thì mới à. hết thôi chưa chắc đã hết. thì um, ông ấy đã viết lên trên social media ừ. ông bảo là tôi sắp sửa bị bắt vào ngày thứ ba. bây à. giờ là đồng bào Mỹ dân trung Mỹ hãy biểu tình để mà phản đối cái chuyện họ bắt tôi à. và đừng bao giờ để mất nước Mỹ hãy lấy nước Mỹ trở lại về tay chúng ta thì là ông ấy nói như vậy. Thế bây giờ nhiều người hỏi hư thực ra sao? Chẳng lẽ là cựu phó tổng thống lại bị bắt? Thì Thưa quý khán giả ở đây ở Melbourne của chúng ta ngày hôm nay đó là chiều tối bây giờ, thứ, 3, thứ ba. Thì bên, bên Mỹ bên, thì bên, là, thứ là hai, thứ Mỹ hai, thứ hai. Thứ hai vào buổi chiều. chiều Và thì ông ấy nói rằng hai, là rồi. có thể ông bị bắt vào ngày thứ ngày ba. Ngày thứ ba tức là ngày mai của nước úc. Vâng thưa quý khán giả. Phòng công tố địa hạt Manhattan đã nói rằng họ có đủ bằng chứng là ông cựu tổng thống Donald Trump đã phạm tội, cho nên họ khởi tố và họ đang đi đến giai đoạn cuối cùng là bắt giữ ông. Tại sao lại bắt giữ ông Trump? Thì cái chuyện này nó hơi dài nhưng mà chúng tôi tóm tắt thế này. Vào năm 2016 khi mà tổng thống Trump ra tranh cử tổng thống cùng với bà Hillary Clinton thì người ta mới phát giác ra một điểm là luật sư riêng của ông Trump, tức là ông Michael Cohen, là luật sư riêng của ông Trump đã có trả tiền cho một người gọi là diễn viên của phim người lớn. Đấy, bà ta tên là Stormy Daniels, trả 130 000 đô la Mỹ. Và theo lời khai của luật sư ông Trump thì việc trả tiền này là do ông Trump chỉ thị cho ông ông Michael để trả là để bà Dionne ngập miệng đừng tố cáo lên công luận Mỹ là ông Trump đã có gọi là gian díu tình ái với bà, à, mà không phải là mới nhé, gian díu tình ái với bà vào năm 2006, tức là 10 năm trước đó, lâu lắm rồi. Hồi đó là bà nhồn còn xuân sắc, bây giờ lên thì thấy hơi nhão một tí. Thì hồi đó bà còn xuân sắc, thì bà bảo là trả tiền thì bà sẽ không tố cáo. Mà lúc đó ông Trump thì sắp sửa tranh cử đến nơi rồi. Thì ông ấy mới nói rằng là ông ấy nói với là ông Cohen là thôi bây giờ trả 130 ngàn cho ông ấy, ừ. cho bà ấy, để bà ấy Là Im Đừng có tố cáo Thì Thân chủ nói gì thì luật sư làm cái đó Thì ông Cohen đã trả 130 ngàn đô la Mỹ Sau khi người ta phát giác ra Thì ông Trump nói rằng không tôi không có trả tiền Cho bà ấy, ông này nói không đúng đâu Phủ nhận điều đó Và ông ấy nói rằng nhưng mà người ta coi lại tất cả account, cao các là là báo cáo của ngân hàng của ông 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 ông, ông đó là tài khoản tức là trương mục của ông, ông ông Cohen thì người ta tìm thấy rõ ràng là 130 trăm ngàn chuyển từ ông Trump qua thì ông Trump bị buộc cái tội buộc tội gì bị buộc cái tội đã trả tiền cho luật sư của mình nhưng không đúng mục đích đó là cái cái tội thứ nhất cái tội thứ hai ông Trump bị là đã giấu thông tin. Mà nếu cái thông tin đó mà được ra ngoài công chúng thì sẽ bất lợi cho công cuộc tranh cử của ông Trump. Ông Trump bị hai cái tội đó. Và cái người kết tội ông Trump không ai chính khác hơn là biện lý Olvin Bragg ở Manhattan. Prosecutor. Ừ. Ông này là biện lý. Và đây là một người da màu đã tốt nghiệp Harvard Law School. Mà đi từ khu Harlem da đen lên mà đã tốt nghiệp trường Harvard. Và đây cái người này là cái người có thể là vật ngã ông Trump. Thì uh, sau khi mà ông Trump kêu gọi những người fan của ông, những người ủng hộ ông biểu tình thì lập tức sau đó chủ tịch Hạ viện tức là ông McCarthy, tức là chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng người người Mỹ là không nên biểu tình chống đối khi tiểu tổng thống Trump bị buộc tội và bị bắt giữ. Người ta bảo ủa, tại sao không lên tiếng bảo vệ mà lại mà lại mà lại bảo là người Mỹ đang biểu tình? mới biết ra là thực sự ra thì công tố viện Manhattan đã tìm được một số bằng chứng sơ khởi rất là sáng đáng, rất rất là gọi là rất là rất là strong rất là mạnh để có thể khởi tố và bắt giữ ông Trump. Vậy anh hỏi tôi một câu ông Trump có bị bắt không? Ngày hôm qua đây thì những nhân viên cận vệ thuộc là Secret Service của ông Trump đã thảo luận với lại phòng công tố và nói rằng nếu ông Trump bị bắt thì ông Trump sẽ không bị còng tay ông trump chỉ ra xe và đi tới tòa manhattan mà trước khi đó phải tới cảnh sát để cho họ cho chụp hình gọi là mock shot tức là đứng thẳng <laughs> là chụp thẳng chụp ngang bên đây bên đây trái và đồng thời lúc sau đó thì sẽ ký giấy để mà tài ngoại nhưng cái vấn đề ông trump có chấp nhận một cái sự kiện mà theo tôi nhục nghĩ ông với. coi là nhục quá, quá nhục mình là đương đưa, đương 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 đường đường là cựu thiên tử của nước Mỹ mà bây giờ để cho cảnh sát Manhattan mà nó chụp hình mất sót thì còn gì nữa thì thành thử ra uh, người nhưng mà theo những nguồn tin người ta nói thì rất có thể ông Trump sẽ phải tuân theo cái lệnh bắt giữ. Ừ. À, tôi có nghe là một số thượng nghị sĩ bên họ nói rằng thì là à, không ai đứng ở trên pháp luật hết. Cho dù ông là cựu tổng thống thì ông cũng phải chấp nhận không phải là không không có thể ngồi trên luật pháp được ừ. thì không anh ngồi trên luật pháp thế nhưng mà có lẽ chỉ còn chỉ ngày mai ngày mốt đây để chúng ta biết vâng. được sự thật thôi vâng. nhưng mà nước mỹ anh nói đấy, nước mỹ là nước thượng tôn luật pháp vâng. ai bị buộc tội và bằng chứng thì họ bắt giữ họ chụp mất shop vâng. à, và nhưng mà không còng tay là vâng. bởi vì cũng là cái 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 một cái điểm cũng là vinh dự cho ông ấy rồi thế vâng. nhưng mà nhưng mà thứ hai à tôi xin nói với quý vị khán thính giả đấy, anh nhanh nhé vâng. đấy mới là điểm đặc biệt nếu ông trump có bị kết án việc tranh cử của ông trump có bị ngưng trệ không câu trả lời không không bị hả không bị à. ông trump có nếu được bầu là tổng thống có vẫn làm tổng thống khi bị kết án hay không vẫn làm tổng thống theo luật nước mỹ ừ, sao kỳ vậy? và luật nước mỹ không cấm tôi xin quý vị thân giả nghe kỹ nhé à. luật mỹ không cấm một người đang nằm trong tù làm tổng thống mỹ ừ. là bởi ừ. vì trong luật mỹ không có điều khoản cấm điều đó à. mà khi không có điều khoản cấm là người ta được quyền làm khác với nước khác hả? khác hoàn toàn các ừ. nước khác ừ. Ừ. cho nên dù ông Trump có bị buộc tội hay không bị buộc tội, có bị kết án hay không bị kết án, vẫn ra ông Trump cử. vẫn tranh cử được. và nếu thắng, ông, ông có đủ thống. số phiếu, ông vẫn à. thắng, vẫn làm tổng thống. Uh -huh. à, đó ông là một cái nghe. điểm rất vâng. đặc biệt của nước Mỹ. <laughs> vâng. Bây giờ mời quý khán giả theo dõi thời sự ở bên Âu Châu. Thì đây là cái cuộc chiến giữa Nga với là Ukraine đến đâu rồi anh và đặc biệt là trong thời gian ngày mấy ngày qua ông ông Putin đã được đặt chân đến đất Ukraine nhưng mà đương nhiên là chỉ là một để phần để. một phần thôi chứ chưa được đến thủ đô Kiev. Vâng thưa quý khán giả, thưa ông anh trong khi trận chiến ở Bakhmut vẫn còn đang là rất là gay go. Kỳ hai tuần trước chúng tôi nói là Bakhmut đã với lại 70.000 dân sắp ừ. sửa bị mất nhưng mà với cái sự chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ Ukraine thì thành phố này vẫn đứng vững. Ừ. Tin mới nhất thì cho biết là Ba Lan sẽ gửi như vậy là 4 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên uh, một cái nước bạn đã gửi chiến đấu cơ đến cho Ukraine để mà có thể chống cự lại được những máy bay uh, của Nga. Và cái chuyện quan trọng là Tập Cận Bình đi sang Nga à. gặp Putin. Ừ. Bây Và giờ mình đang nói thế này là ông, ông đang đi đâu phải không? Là Vâng, đang đi à. đây. Ông sẽ đến gặp Putin. Tại sao Tập Cận Bình lại phải cất thân mà đi từ Bắc Kinh cho tới Mạc Thư Khoa Moscow, Moscow để mà gặp Putin là bởi vì Tập Cận Bình đã sang tận Nga thứ nhất sang đó để mà giúp đỡ tinh thần cho ông Putin trong khi nước Nga chưa chiến thắng được cái trận chiến này. Thứ hai, khi họ qua như vậy thì có những cuộc thảo luận liên quan đến việc cung cấp vũ khí. Thì kỳ này Tập Cận Bình sang thì bắt đầu vũ khí của Trung Cộng sẽ đổ dồn vào nước Nga cho cuộc chiến tranh của Ukraine. Thứ ba, là một cái liên minh ma quỷ, tôi có thể gọi là liên minh ma quỷ à, giữa Nga và Tàu, tức là Trung Cộng, sẽ được thành lập để chống lại. Để chống lại gì? Để chống lại, thứ nhất là Âu Châu, thứ hai nữa là cái liên minh AUKUS ở, ở, ở Úc Châu, ở Ấn Độ Dương và ở bên uh, Thái Bình Dương đây, thì thành thử ra uh, Tập Cận Bình sang sẽ, có những ký kết với lại Putin chắc chắn điều đó. Và thưa quý khán giả thì trong khi mà tập cận bình đi thì như anh Hồng anh vừa mới nói đó là trước khi đó thì Putin đi thăm vùng Donbass, đi thăm cái thành phố là uh, thành phố Mariupol, Mariupol, thành phố cảng rồi. Mariupol Đúng rồi. và Putin chỉ dám đến đó thôi. Đúng. Trong khi là Zelensky đã đến những cái vùng đó nhiều lần rồi. Thì uh, thưa quý khán giả mới nhất đây tức là phó chủ tịch hội đồng an ninh uh, của Nga tức là Uh, Medvedev, Medvedev là cái người mà gọi làm là, tổng thống uh, trước là tổng thống, sau là làm thủ tướng rồi là làm tổng thống rồi, cứ thay đổi thay, nhau đó. Thay đổi nhau vậy. Thì đã mới tuyên bố đây là nếu mà nga thất bại trong cuộc chiến tranh Ukraine thì nước nga nga sẽ tan vỡ không còn là nước nga nữa, ừ. tức là có thể bị chia năm xẻ bảy. Ông cũng là cái người mà ông Medvedev á, ông cũng là cái người mà nói rằng là cái lần cái trát của tòa án uh, hình sự quốc tế đó. À, đòi bắt ông Putin đó, ông nói là cái 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 cái, cái đó là giống như giấy vệ sinh đó. <laughs> à, <và cười> nhưng... tòa án hình sự quốc tế thì đã ra lệnh trát bắt giữ Putin. À. Mà thưa quý khán giả, thế ông anh bắt giữ như vậy là để làm gì? Tức là không cho phép Putin trong tương lai đi được ra một số... quyền đi đến bất cứ nước nào, bất cứ những cái nước nào mà có ký, là kết, với có là... ký kết với lại tòa án hình sự quốc tế. 123 trăm hai mươi nước. Vâng, Ừ. thế là đã giới hạn cái chân Putin chỉ vâng. cho nước Nga với lại bên tàu thôi và nước mà thôi vâng. Vâng. và bây giờ mời quý vị theo dõi thời sự của nước úc à có lẽ trước khi chúng ta nói về cái tình hình thời sự trong cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Melbourne này thì mời anh nói về cái việc mà ông à, thủ tướng úc đã qua ở bên San Diego và ký kết cái hiệp ước quốc tế vâng thưa quý vị thưa ông Anh thì trong tuần lễ qua thì ông thủ tướng úc tôi là ông Anthony Albanese đã công du sang bên Mỹ cùng với lại thủ tướng anh là ông sơn là đã qua đã gặp đã gặp tổng thống biden ở tại thành phố mà gọi là gọi là thành phố cảng đấy anh ừ, ừ, là san, là diego. san diego ừ. mà nơi đó thì tàu chiến của mỹ đậu rất là nhiều chúng vâng. ta chúng, anh đi rồi gì phải không ạ anh à, đi à, em, chưa Tôi chưa chưa vâng san diego thì mà đậu hàng không mẫu hạm đậu thiết giáp hạm rồi tại vì nó là... đậu còn dương hạm rất là nhiều nó là căn cứ của cái Hải đội... quân mỹ hai đội cái sáu đội, 6 hạm đội... Là... thái bình dương, thái bình dương. Thái bình dương và thưa quý khán giả, thưa ông Anh ở tại San Diego nó còn có những cái hàng không mẫu hạm tức là bây giờ là gọi là tàu sân bay đó vâng. là đã không còn gương chạy nữa, vâng. không còn để đó để cho du khách tới đó thăm vâng. để biết đời sống của hàng không mẫu hạm là thế nào. thì quý khán giả tại San Diego thì ông tổng thống Biden với lại ông thủ tướng Anh với lại thủ tướng Úc đã gọi là họp công với bố. nhau vâng. và đã công bố một lần nữa về cái liên minh Anchors tức là giữa ba nước để mà đây là một cái liên minh rất là quan trọng để lập thành cái thế cân bằng để có thể chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng. Thì họ nói rằng đến năm 2030, Úc sẽ được chuyển giao như vậy là ba cái tàu ngầm nguyên tử đầu tiên để phòng vệ cho nước Úc. Và đến năm 2050 thì phải lâu lắm, thì nó có à. bao nhiêu cái anh? Vâng, rồi đến năm 2040 thì bắt đầu đóng 8 chiếc tàu mà gọi là SSN. Ocus nhưng mà cái đó là do anh đóng và những cái chiếc sau sẽ đóng ở Adelaide ở bên Nam Úc vâng thì cái chuyện mà cái liên liên Cái dài đến năm 2000 55. 55. Thì dự là tốn khoảng là 600, 368 tỷ, đô la. Đô Vâng. thì cái chuyện đó thì Trung Cộng thì hết sức phản đối cái chuyện này. Là bởi vì cái Liên minh AUKUS và với lại cái đám tàu ngầm của Úc được đóng sau này sẽ là một trong những ngăn trở chính yếu trong sự bành trướng của Trung cộng ở uh, biển uh, Thái, Bình Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ Dương, Dương. Vâng. À. và bây giờ mời anh nói về cái tình hình mà uh, trong cộng đồng Việt Nam liên quan đến cái việc và vào tuần qua thì tiểu ban uh, Dược xét về cái trung tâm văn hóa và uh, và bảo tàng thì đến đâu rồi? Vâng thưa quý giả, thưa ông Anh vào ngày 19 tháng 3 là chủ nhật vừa qua thì uh, tiểu ban mà tái duyệt xét lại cái việc thực hiện dự án trung tâm văn hóa và bảo tàng đã hoàn thành xong cái bản uh, bản báo cáo bản tương trình uh, nhưng mà chúng tôi không nêu ra tất cả đây nhưng mà chỉ có những điểm chính điều thứ nhất là dự án trung tâm văn hóa và viện bảo tàng và bảo tàng là của cộng đồng người về tự do Victoria đó là cái điểm đầu tiên chứ không phải là của Úc Dương của úc châu à. cộng đồng người việt tự do úc châu hoàn toàn không có tên trong hợp đồng ký kết với chính phủ tiểu bang victoria cho nên sở hữu chủ đầu tiên của cộng đồng à, của cái dự án à, trung tâm văn hóa và bảo tàng này là, của... là cộng đồng người việt tự do tiểu bang victoria mà tử bang. Tử. đó là cái điểm đầu tiên Rồi cái file đầu tiên ha vâng. ừ. Đến cái thứ nhì nữa đó đó, là người ta đã tìm ra được là như vậy là chương 6 của nội quy cộng đồng của tiểu bang Victoria đã được soạn thảo một cách vội vã và đã được thông qua bằng cái hình thức không phù hợp với nội quy. Tức là hoàn toàn không có tuân thủ theo những cái điều kiện, điều khoản mà nội quy của cộng đồng đã quy định. Nội quy cộng đồng quy định gì? Nội quy cộng đồng quy định điều thứ nhất là nếu mà muốn thông qua cái việc thay đổi nội quy hay là thêm chương 6 vào trong trong nội quy thì phải có gửi thông báo à, đi cho cho các thành viên trong cộng đồng một thời gian trước khi có phiên họp. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ nhì là tổng số người đi tham dự phiên họp ít nhất phải là 50 người. Và điểm thứ ba là à, ít điều nhất quyết. là phải có 2/3 những người tham dự đó biểu kết thuận thì cái nội quy mới được thông qua. Ừ. Việc sửa đổi nội quy mới được thông qua. Trong khi việc sửa đổi nội quy đã được thông qua một cách vội vã với sự hiện diện chỉ có 12 người thôi. Ừ. Và bà chủ tịch thời đó à, thì là nói ai? rằng là ai? bà chủ tịch hồi đó là bà Phượng Vĩ. À bà Nguyễn Phương Vĩ. Bất, thì có nói rằng là bà quên không biết một điều ra là phải có cái quorum à. là 50 người. Cho nên Bà chỉ trẻ, bà chỉ có được 12 người. Ừ. Nhưng mà sau khi có được rồi đã thông qua cái việc sửa đổi nội quy chương 6 một cách bất hợp lệ đó. Thì toàn bộ cái chuyện sửa đổi đó đã được uh, trình báo với là các cơ quan chức năng của chính phủ à. là nội quy đã được sửa đổi. À. Thì anh biết chương 6 là một nền tảng pháp lý để thành lập ra công ty viện bảo tàng thưa quý vị thưa anh ông anh vâng. chuyện gì nó cũng có gọi là có nguồn gốc hết tất cả vâng. một đứa con mà được đẻ ra khi mà hai vợ chồng có hôn thú thì người ta nói là con nó là có hôn thú nhưng mà nếu mà đứa con được đẻ ra mà lại không có hôn thú mà lại không thấy ông bố đâu thì người ta nói là đẻ ngoài giá thú thì bây giờ cái chuyện thành lập ra cái công ty vma Nền tảng pháp lý của nó là chương 6. Nhưng mà chương 6 thì đã được thông qua một cách bất hợp lệ. Thì như vậy theo phần luật pháp thì công ty VMA đã được thành lập của cộng đồng thành lập ra một cách bất hợp lệ, không có một cái căn bản pháp lý cho nó tồn tại. Hình như có người nào đã từng nói rằng đứa con này ngoài ngoài hôn À thì, tôi hình như bà Phượng Vĩ thì phải. À, bà Phượng Vĩ nói, vâng, bà nói. bà nói, nói đứa con hôn, hình như bà, bà nói đúng không? Vâng. 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 Đó là cái điểm thứ nhỉ cái điểm thứ ba mà tiểu ban duyệt xét đã tìm ra được là việc mà ký cái hợp đồng chuyển giao vào năm 2021 đã ký hợp đồng chuyển giao toàn bộ dự án, toàn bộ tiền mà đóng góp của đồng bào Việt Nam ở đây chạy lên tới là hồi đó là khoảng chừng 700 ngàn với lại tiền của chính phủ là mấy triệu đô la đó. Thì toàn bộ những cái số tiền đó đã được một chủ đã được nói là chủ tịch. chủ tịch cộng đồng người Việt tự do cũ, à, à, không là, phải bây giờ đâu là ông, ông à, là ông nguyễn bon ông Bồ, vâng. à, đã ký và chuyển cho viện bảo tàng vâng. chuyển hết ừ. nhưng mà ông bon thì cũng giống như bà Phượng Vĩ hai người không chịu đọc nội quy à, à, là vâng. cái vấn đề đấy không chịu đọc vâng. ký cho nên ông bon đã ký mà là cũng lại không tuân thủ theo những điều kiện cộng đồng là phải thông báo cho người ta đi họp Số người đi họp ít nhất là phải 50 người ừ. Rồi bây giờ đi uh, thông qua Cái việc chuyển giao đó Là phải ít nhất là phải 2 phần 3 Cái người tham dự Theo điều 11 của nội quy cộng đồng Bất kỳ vấn đề chuyển giao tài sản Quan trọng lắm anh ừ. Là phải có họp à, Nhưng mà ừ. ông cựu chủ tịch cộng đồng đã ký ừ. Cái văn bản quan trọng vô cùng Mà chuyển giao toàn bộ tài sản cho công ty VMA Vậy. hoàn toàn không bất tuân thủ hả? theo nội quy. Ừ. Thành thử ra người ta coi như là cái hợp đồng đó là bất hợp lệ. Vâng. Và khi hợp đồng đó bất hợp lệ thì thưa quý khuyết giả thưa Hồng anh, anh, cái gì sẽ trở thành hợp lệ là cái hợp đồng thứ nhất sẽ trở thành hợp lệ. Vâng. Hợp đồng thứ nhất là hợp đồng ký kết giữa cộng đồng người Việt tự do với chính phủ. và chính phủ Victoria vâng. sẽ trở thành hợp lệ. Vâng. Và đương nhiên là sở hữu chủ của dự án sẽ là phải của lại. cộng đồng người Việt tự do và phải đòi lại và đương nhiên cộng đồng người tự do sẽ đòi lại cái quyền lợi của mình đòi lại cái quyền mà mình phải có vâng. ở đó là cái dự án. Vâng và thưa quý vị à, chương trình thời sự của chúng tôi đến đây chấm dứt chúng tôi Nguyễn Hồng An và lực sư Nguyễn Tân Hải cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Vâng xin uh, chào quý vị khán thính giả và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị lần tới Hãy chào anh Hoài dòng máu chảy từ trong đời, dòng máu chảy từ trong tim, lửa ôn hận đã tràn tuôn tới cảm hận muốn chơn. dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chi là từng màu, giọt máu, giọt máu anh nghe Sao? dòng máu chảy kia sông dài từ biên rộng đồi non cao mấy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dê dòng máu chảy này vô thỉ dồn tiếng cười làng thôn ơi làm tim mình vương mừng dòng máu dòng máu Việt Nam